Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của phe Thiên Thần. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, càng về sau các cái quân cực mạnh và nó mạnh về phép thuật các thứ rất là nhiều, chứ nó không chỉ đơn thuần là những mấy cái con quái cùi cùi ở đầu đâu, đúng không? Tất nhiên là tướng của mình thì cũng rất mạnh rồi. Tướng của mình bây giờ thì sẽ là 273 ma phép thuật để dùng trong một tuần. Chúng ta có quá nhiều luôn, chúng ta không phải sợ, mana của chúng ta rất nhiều, đó là một điều rất thú vị mà mình thấy rất là tốt. Ở lượt trước thì mình cũng đi hết rồi phải, chả còn việc gì làm đâu. Nhưng mà bây giờ mình xem có nâng cấp được cái gì ở cái thành này không, sợ nâng cấp lên tốn tiền. Mấy cái thành nguyên này rất là tốn đấy, mình chưa điều kiện mình sẽ nâng cái thành kia trước. Thành này này đấy, thành này thì bây giờ mình đang cần nâng cấp cái con ngựa này lên này, và có dành dụng tiền để mua thiên thần nữa rồi. Quá lượt đã, bây giờ là chưa phải lúc để chúng ta đi đánh nhau. Lại một thằng đỏ nữa sang kìa. Được đấy, nó thích chết rồi. Để mình xem nào, lúc nãy mình đánh tập trước là mình không sợ, thằng này không có quân cán gì nhiều lắm. Tập trước là hình như là thằng tướng chính của nó rồi đúng không, bị mình pem cho SML luôn. Đấy, nó bị mình pem cho SML luôn. Đấy, nó học được skin luôn, học được kinh nghiệm của con này. Đeo đồ lên em. Cái này nó tăng gì? Tăng gỗ à? Gỗ mình nhiều mà, còn cần. Tăng ban là cái này mình không biết đeo kiểu gì luôn á, cái đồ này hơi đặc biệt. Thôi được, tạm thời là mình cũng đã tương đối mạnh rồi. Ui, tướng này đam khủng lắm, tướng này bây giờ được lên level 12, được ăn được kinh nghiệm. Đẩy quân sang bên này tốt rồi, thêm quân. Tướng này lên được 3 skill nữa nhờ ăn ké kinh nghiệm. Rồi sắp lên là còi mắc đấy, có lên chả làm gì cả, cũng lên được kinh nghiệm, chỉ được san sẻ kinh nghiệm thôi là lên. Hết rồi. Đây, có cái gì ăn được thì ăn đi. Thằng tướng này nó cứ đi, nó luyện là nó chia kinh nghiệm cho bọn mày, là mày tăng lên không gì đâu. Nhưng vấn đề là bây giờ tướng của nó yếu mà nhỉ, mình không sợ. Ăn cái mỏ này đã. Xem là chúng ta tuyển được thêm một ít quân nữa rồi. Úi trời ơi, 78 thằng này à, 12 người đá. Rồi, cứ mỗi một lượt chúng ta có thêm quân là chúng ta ăn được. Nói là phe thiên thần mà toàn quấy quân của phe nào luôn. Ôi, bọn này thuộc phe bóng đêm. Phe bóng đêm thì sẽ rất là tuyệt nếu chúng ta. Nhưng mà mình đang cần tích mana một chút, mình không hạn chế sử dụng mana của tướng nếu như không cần thiết. Để cho những trận đánh quan trọng mình sẽ hạn chế sử dụng, mặc dù mana của mình bây giờ cũng nhiều nhưng mà chúng ta không biết trước được. Chúng ta phải đủ mana trong một tuần. Tất nhiên là mỗi một lượt mình lại hồi được mana do cái spirit của mình khá cao. Chỉ số đấy nó sẽ hồi mana theo lượt. Mỗi một ngày mình sẽ hồi được một ít mana nhưng nó không đáng kể. ...511 đam, khá cao. 200 thằng phòng thủ đi. 191 thằng cầm nỏ rồi cả. Tốt. May hả bưởi.
người đá đâu, phơ nó luôn. Tăng leadership luôn. Giết cái thằng bên này, thằng bên này nó sẽ tấn công được cái bọn TP của mình. Ui, hy sinh luôn đó. Mạnh thế. Thằng lửa, à bây giờ nó thêm mà nhỉ, thêm quân rồi. Mình có thêm quân rồi. Tấn công vận chiến nữa được. 169. Pháp sư bắn phát chết luôn. Sợ. Sợ. Lại lên cấp à? Lại lên một cấp nữa. Ui ô, bây giờ mình sẽ phải học vào à. Đánh xếp tất cả mọi người. Cộng 10 morale à? Cộng vào phòng thủ đi. Tăng tiếp vào phòng thủ cho nó khỏe. Rồi. Hay quá, chúng ta sẽ chiếm các cái mỏ tài nguyên này nữa. Chúng ta còn mấy cái mỏ tài nguyên này chưa đánh được bởi vì là quân mới yếu đúng không? Bây giờ thì không thành vấn đề rồi. Bây giờ mình đang cần cái tài nguyên gì? Ai, máu rồng. Gỗ à? À vàng thôi. Và qua lượt sau là chúng ta sẽ có. À, mày mò sang đất của anh à. Mày gan to thế nhỉ. Thằng này gan to á. Không có quân mà dám mò ra đây á. Chui vào thành đây mày. Mình có quân thủ thành sợ gì. Thành này chưa mua quân, phải mua với thằng quân để phòng thủ. Mua với anh Skeleton này. Mấy con nhện. Mua xong thì mình lại không phòng, không nâng cấp được thành bên kia. Nhưng mà nó chả có quân cán gì, có mỗi thằng tướng củi. Không sợ. Tướng cấp bao nhiêu? Level 2. Ít phải sợ lắm. Con này pháp sư gì đây? Úi dồi ôi, nó là lính tầm xa. Thế thì trận này vất rồi. Lính tầm xa này chắc chắn mình sẽ lại phải hồi máu liên tục bởi vì là nó tấn công cận chiến nhiều. Ui ui. Trông như là làm tiếng cá này. Ui ui. Chết được 10 thằng. Ui ui. Đòn của nó là giết được cả đám à? Ai ô, hồi máu. Chúng ta có cái chuyển gì đấy, Fox Soul. Những chuyển này không mất mana này. Đó là cái gì đây? Saro mang lên 70% Orin. Như ảnh tùy hình à? À do mình đeo cái đồ lên người. Đeo đồ lên người. Ôi, giết được ít thế. Con này mạnh rồi. Trận này không ngon ăn rồi. Đánh thằng này. Giảm số lượng quân của nó xuống đấy. Bây giờ chúng ta chưa tiếp cận được thì cứ giảm số lượng của nó xuống đấy. Ừ.
bắn nỏ này. Chết mất mấy thằng nỏ nữa đúng không? Tiếp. Chúng ta được boost khá nhiều thứ luôn đấy. Người đá đâu, tiến lên. Tiếp tục hồi quân. Mắc luôn quân rồi. Ít sợ bọn mày lắm nhá. Bắn thằng này cho anh. Úi dồi. Thần lửa của mình. Hả? Gì đấy? Phải tiếp tục tấn công ở đây à? Ây da. Cái con này thuộc phe gì nhỉ? Mình cũng muốn tuyển nó quá. Nó toàn tấn công đánh chùm như này. Một pháp sư bị mạnh vãi trưởng nhỉ? Chết đấy. Chết 11 con à? Nó có 13 con. Ăn. Nó còn 2 con thì nó đánh yếu. Nó không dám đánh thì mình phòng thủ. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ không cần tấn công mà để hồi quân nữa. Người đá tiến lên đây. Hồi quân đã. Mày chết luôn. Trời ơi. Con này pháp sư mà nó hồi máu ác quá. Chúng ta có cái mỏ này rồi, hay quá. Rồi đây, chúng ta cần phải chiếm được cái mỏ này nữa. Mỏ này nữa thì mới êm được. Có thể ở bên dưới này mình cũng sẽ đánh luôn nhỉ. Xem mấy cái mỏ này có mạnh lắm không. Lâu rồi, ăn được. Lâu rồi. Mỏ vàng. Lâu rồi đây xuống hầm ngục à. Từ từ đã. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái thành này lên để có đội kỵ binh nha. Đây. Hết tiền luôn. Xem nào. Rồi, lính đời cuối rồi đấy. Mấy thằng mác man các thứ linh tinh thì mình chưa lâng. Để sau đi. Sau mình sẽ dùng thêm các cái quân khác. Thiên thần chưa được mua. Nó đúng hơn là chưa đủ tiền để mua. Đi ăn kinh nghiệm à. Chết, thảm rồi. Thằng nữa nó sang. Đấy nhá. Quá hỏng, thằng này đông quân phết đấy. Phải mua thêm quân rồi. Mua quân thủ ở đây đã. À không, thằng này phục hồi. Cái trưởng này phải khi nào thật mạnh mới có thể dùng được. Mua rồi. Đáng cần lên thiên thần. Mà chơi mình như này thì mình lấy đâu ra tiền mà lên. Ui thằng pháp sư để phun. Ui đúng rồi, bọn ma quỷ này có cái thằng pháp sư này cũng mạnh vãi trưởng luôn đấy. Có thể mình sau có điều kiện mình cũng lên một thằng đấy. Ai dồi ôi. Một trăm bốn mươi tám mana. Cho mày biết sức mạnh của phép ánh sáng nhá. 800 đam đấy. Chết 24 thằng luôn này. Đam luôn này. Ôi.
Chưởng đấy nó chưởng hồi máu nhưng đồng thời nó cũng sẽ gây sát thương cho đối phe bóng tối. À, phát xuôi bóng đêm. Đây là pháp sư của phe ánh sáng. Ôi, đánh cái đòn của thằng tướng nó hồi được phải trưởng quân luôn. Xem nó ra trưởng gì nào. Ôi. May mà mình tiêu diệt bớt nó đi rồi. Ôi. Tuyển thêm cả thiên thần nữa thì mày chết. Anh có thêm thiên thần nữa thì thiên thần thì tướng nó sẽ được giảm thiểu khả năng cái kỹ năng hồi quân, bởi vì thiên thần nó sẽ làm được nó bắt chuột chuột à đúng rồi. Trời ơi, 90 thằng. Cái này mình đang hết này, cái Rome Steel này, 7 rồng tài nguyên này. Chúng ta sẽ nhận được một mỗi lượt tiền đã. Các thứ khác mình có đầy. À, vào đây để hồi Magic. Mỗi một tuần là mình sẽ hồi được một lần. Sao mana mình còn nhiều? 116 à. Hồi đi. Nó bình thường level 2 quân thì cũng không có gì là gớm lắm, mình ăn được, không phải sợ, không phải xoắn, nó chưa dám đánh mình đâu. Thằng Spirit quân nó không mạnh lắm. Thằng quân chủ lực của nó bị mình tiêu diệt lúc nãy rồi, mất hết đồ rồi. Có nên lập thêm một tướng nữa không nhỉ? Nó đi đâu? Nó đi ăn mấy cái mỏ này. Ăn làm sao được? Ô vãi. Đánh mình chứ. Nó quyết định công thành của mình. À, được. Đông quân phết này. Impossible à? Impossible. Nó toàn quân của nó toàn lính của phe thiên thần này. Rồi, lần đầu tiên mình điều khiển quân toàn ma mọi. Lần này chúng ta điều khiển ma mọi để đánh nhau với quân toàn phe thiên thần. Sao nó lại toàn quân phe thiên thần này? Nó mua kiểu gì giỏi thế nhỉ? Mày, mấy con nhện độc của anh cắn chết chưa? Ôi, con pháp sư này mạnh vãi rồi. Nhưng mà chết rồi, vấn đề là mình không hồi máu được cho quân. Bởi vì là quân của mình là quân ma quỷ. Nếu mình sử dụng phép thuật hồi sinh là mình sẽ giết quân mình. Không đáng ngại lắm. Dám công thành mình. Thành này mình sẽ lâng như là nó dám phơ mình. Đó, con sister nó không hồi được quân bởi vì nó đây là phe khác, nó không hồi được phe ma quỷ.
Ai chà, nó cũng có phép hồi sinh. Tướng của nó lại tướng phép thiên thần. Ba chạy lên để tiêu diệt bọn tầm xa nó nữa. Trừ leadership của chúng nó luôn. Ái da. Ôi ồ, mẹ thằng pháp sư này không giết thì mình toi đấy. Có khi mình mất thành. Úi dồi. À, may hả bưởi. Con nhện độc kia lên tiêu diệt bớt quân nó để nó vẻ hộ báo nhỉ, chuyển được bao mấy thằng quân này hồi sinh à, hồi sinh kinh quá. Đánh bọn này. Áp sát nó luôn, không cho nó tấn công còn xa nữa. Mày hả bưởi. Đúng rồi. Phong tỏa cái con tầm xa nó lại đó. Phong tỏa hai thằng tầm xa nó lại. Trò đánh còn hại não hơn cả chơi Total War luôn. Ui dồi ôi. Nó có hai cái tháp thì bắn ghê đấy nhỉ. Chém đằng sau lưng. Ai da. Chém đằng sau lưng. Không có một quân nào của phe thiên thần. Mua toàn quân cùi mà vẫn đánh nhau được. Ai chà. Trận này có thể mình sẽ mất cái thành này mất. Mất thành mình lại phải đem quân lên để đánh chiếm lại thôi. Dứt điểm nó mới được. Ô nó băng sát à? Mình bị đóng băng này. Ba mươi đến 78. Ai già, còn tấn công của mình được đấy. Nó mất tích đi đâu rồi?
Cái đòn phép thuật ánh sáng của mình mạnh thế nhở? À, trưởng ai của mình mạnh thế? Hình như nó học được của thằng... À, thằng đấy nó bị bay ra đây. Tí phải dùng phát nữa. Ôi, mạnh vãi trưởng luôn. Thế mà mình không biết dùng từ đầu. Không thì có phải... easy nào. Tí phải dùng phát nữa. Không biết mana mình có nhiều không? Cái đòn đấy hay đấy. Mấy anh ma sơ này của mình vẫn còn lì phết nhỉ. Rồi đã, phải xem chiến thuật. Biết này đánh từ đầu cũng được. Nhưng mà nếu mà trận này thắng thì thôi mình không cần đánh lại đâu. Vì cái quân này quân củi chả đánh. Nếu mà quân mạnh thì mình sẽ... Ai già. Nó làm mình bị chết đơ. Quân của mình bị choáng đơ. Chết, ôi nó nhiều phép thuật thế. Ôi hết mana rồi. Hết mana. 4 con. Đây. Chết dứt điểm thằng này luôn. Chúng ta sẽ được buff leadership. Rồi, hay lắm. Thanh niên này không di chuyển được, bị nó dùng phép nó khóa chân này. Đi có một ô này, ôi ôi. Cố lên em ơi. Cuộc chiến giữa sức mạnh và phép thuật mà. Trò chơi này nó tên là sức mạnh và phép là cái gì? Uy lực và phép thuật mà. Tiếc là thằng này không có nhiều mana lắm. Thằng tướng của mình hơi ít mana. Nó thiên về tấn công chứ nó không phải là tướng thiên về phép thuật. Các trận đấu càng về sau càng hại não. 5 thằng. Phải tấn công thằng này trước. Nên giết con này trước. Thằng pháp sư này không là... Có thể mình cũng thắng, có thể mình vẫn thắng được trận này đấy. Còn để xem nó dùng phép thuật như nào nữa thôi. Ôi, nó liên tục khóa quân của mình là Awakening. Mày dẹo luôn. Mày thế. Ai ôi, nó giết hết mấy thằng ma mình. Nhưng mà mấy thằng ma trâu phết chả. Đánh nãy giờ vẫn... Mấy anh lính xương này cũng được ấy chứ. Hai con của mình. Ồ. Ồ, nó chặn hết lối. Mình đi có một ô một phát này. Vãi cả Awakening của nó. Ôi, giết được hai thằng. Úi dồi ôi, hay quá. Hay quá. Nó không còn nhiều quân nữa đâu. Ôi
búp đam lửa cho thằng này à? Để làm gì? Con này có 4 con thì không sợ, đam của nó không đáng kể luôn. Ai dồi ôi, nó giết thằng ma mày. Lúc này những trận chiến cân não đấy. Cái này đúng gọi là cân não thật. Nó không bắt các bạn để nhanh tay, nhưng các bạn nhưng nó bắt các bạn phải có một cái khả năng tư duy và khả năng tổng hợp, cũng như là tính toán từng nước đi một. Bạn phải phối hợp giữa di chuyển này, tấn công này và phép thuật. Đây rồi, mày khóa anh hơi nhiều đấy. Mày khóa anh hơi nhiều đấy. Mày chết. À, công thành của anh à. Thôi không cần, dùng phép thuật là xong. Thằng tướng nó bắn một phát là xong. Nó thua rồi. Nó lại ao qua kèn định mình thì nó không cho mình di chuyển mà. Lớn thật, giết quân của mình ác quá. Nó có những cái cỗ máy chiến tranh gì ghê gớm thật. Đây, tắt điện cho em. Rồi ôi. Ôi vãi. Chúng ta lên 4.000 kinh nghiệm và giết nó trong trận chiến rồi. Chúng ta sẽ... Ôi, chúng ta lên được sao tuần luôn à. Tuyệt vời ông mặt trời. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể thôi nha. Tuyệt vời đấy. Thằng này không có quân này. Mày không có quân thì mày tắt nắng đi. Cái này thì chắc là ở đây lân cái này lên thì có được cái đội lính nữ hiệp sĩ đời cao. Mua thiên thần phát nhỉ. 15.000 một thằng. Sao mà rẻ thế? Thằng này bao nhiêu? 8.500. Thôi được rồi, để dành tiền mua thiên thần đã. Qua tuần là mình full mana luôn rồi. Mà chưa full à? Qua đây đã, hồi mana đã. Đánh được chưa nhỉ? Lâu. Lâu là ăn được rồi. Về đây để kiếm mấy thiên thần đã. Thôi à, không dùng tiền làm gì cả. Có con này thì mua thêm cho nó ít quân nữa. Để nó phòng thủ. Có 1.000 rồi à? Lên đây. Nâng cấp là lốt. Rồi, à bọn ma lúc nãy chỉ là ma cùi. Rồi. Đây rồi, mua thêm mấy con ma nữa. Rẻ mà. Đứng đây phòng thủ cái thành này đã. Mấy anh ma này trông thế mà đập nhau, phê phết đấy chứ, đùa đâu. Thôi, qua lượt đã. Tưởng mất cái thành đấy thì phí quá. Cuối cùng mình vẫn trụ được. Thật là may khi chúng ta vẫn trụ được. Về đây nào. Mua thêm mấy em thiên thần nữa. Học về phép thuật. À,
tiếc là mình chưa lân phép thuật lên ấy. Chúng ta học được thêm khá nhiều skill mới. Như ảnh tùy hình à? Chúng ta có khá nhiều skill mà mình chưa hiểu skill đấy dùng như nào. Được hai con thiên thần. Được hai thanh thiên thần. Hết tiền luôn. Vãi trưởng 6.000 một thằng. Thanh niên này cho về thành được rồi. Như thế này nếu mà mình dùng, mình sẽ dùng những con gì nữa nhỉ? Thằng này nữa. Nếu mà thằng này nữa thì đội hình tấn công của mình cực kỳ mạnh luôn đấy. Vấn đề là tiền. Có một anh thiên thần giờ. Qua lượt nữa để mua thêm một anh thiên thần nữa. 6.200. Đổi tài nguyên thì cũng không nên, bởi vì là qua lượt nữa để có thêm một thiên thần này. Mình nghĩ mình cần lại thêm một thằng tướng nữa của nó sang. Xem chừng là mình muốn ở yên không được rồi. Một thằng thiên thần hơi nguy hiểm, phải hai thằng nó mới bảo vệ chứ. Sáu nghìn thôi mà đổi ít tài nguyên gì sang được nhỉ? Thôi hai thằng là cũng tạm rồi, hai thằng là nó cũng hơi khó ăn mình rồi đấy. Đây đã. Lượt sau mình sẽ có thêm 6.000 nữa là mua được hai đủ. Nhiều tiền lắm. Từ từ đã, mua quân đây đã. Xem thằng tướng đang sang của nó là tướng như nào. Ôi, nó có kỵ sĩ rồi. Vừa hơi ăn cắm lợn rồi. Nó có kỵ sĩ. Chắc là đến là phải vác tướng sang rồi. Mua con này đã. Bởi vì là con kia nó không hồi được máu. Nó không hồi được máu cho quân. Ôi, quyết ăn thành của mình à? Gớm nhỉ? Quyết ăn cái thành của mình đấy. Chui vào thành ngủ đây.
Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Chắc cờ thì cứ mua thêm quân, vẫn mua được quân. Hết, chịu, chả mua được gì luôn. Ui, nó kéo lắm tướng sang đây thế. Định, định, định. Một lượt nữa. Một lượt nữa thì chỉ mua được... có thể một lượt nữa thì mình trao đổi tài nguyên để mình mua full quân chỗ này đã. Thằng đỏ chết tiệt này nhỉ. Nó kéo quân sang nhà mình đông quá. À, không dám công à? Rút về à? Tốt đó. Rút về, rút về, rút về, rút về. Đúng rồi. Cứ để đấy. Mình sẽ mua ít quân đây phòng thủ đã. May quá nó không công được mình. Thiếu nếu có 600 nữa thôi vào cái market nó market rồi bán một ít cái này đi lấy vàng đùa ôi thoải mái luôn tài nguyên nào nhiều thì mình lại đổi. Mua lốt anh người đá nữa. Rồi, đủ bộ skill. Giờ thì thằng nào ra đánh nhau với ta. Bây giờ mình sẽ phải xuống. À đây cái mỏ này mình chưa khai thác này. Bây giờ thì mình rất là mạnh. Nó không dám đánh đâu. Nó đang rút quân về rồi. Cái thành này lâng thành lên nữa nhỉ. Thôi được. Gớm thật. Thôi. Không có tiền. Ở cái vùng bên kia của mình bên dưới này nó còn một cái mỏ vàng nữa, mình đang muốn chiếm lại cái mỏ vàng, chiếm thêm cái mỏ vàng đấy. À rút quân về à? Ừ, thông minh. Mày cứ chờ đấy. Đây này, nếu mà chiếm được cái mỏ vàng này chúng ta có thêm 1.000 một lượt. Một con số rất là tuyệt vời luôn. Firewall. Và chúng ta sẽ học được một cái skill gì đó ở đây. Nếu như đánh được thằng này. Thiên thần đánh trận đầu phát ra nào. Đây rồi. Mình sẽ phải dàn lại quân bởi vì quân của mình bây giờ nó sẽ có sự thay đổi về mặt lực lượng rồi. Lý để hai thằng ấy hai góc. Thiên thần nó bay được thằng người đá mà vướng gốc cây thì đi làm sao được. Đó, pháp sư. Chết bốn thằng luôn. Chết bốn thằng luôn. Chết mười mấy thằng điểm, ai ôi, áp sức lửa của mình. Mạnh vãi sư trưởng. Đánh. Khi tấn công tầm xa thì chúng ta không bị phản đam. Nhưng tấn công cận chiến là sẽ bị phản đam. Đây rồi, thiên thần. Các bạn nhìn thấy thiên thần đẹp không? Đấy, có giống thằng tướng của mình không? Rất giống đúng không? Giống hệt luôn. Tướng của mình cũng là tướng thiên thần mà. Nó mà được búp vượt nữa thì vỡ mồm bọn này luôn. Pháp sư 78 à. Đánh thằng này. Rồi. Chúng ta có thiên thần rồi.
còn thiếu kỵ sĩ nữa thôi. Ái chà, 13 thằng không thấm vào đâu, anh hồi được ngay. Được, cứ bắn đi. Thằng pháp sư này không có phép thuật gì cả, nó chỉ tấn công vật lý thôi. Mày không hồi máu à? Đây rồi. Ai ô vãi, chúng ta có nhiều phép đấy, còn đây là trang 2, trang bên này nữa, nhiều phép đấy. Chúng ta về thành chúng ta học được thêm rất nhiều phép, nhưng mà phép gì thì phép chúng ta cứ học phép hồi quân là chủ lực đã, để vì là thằng kia nó đang bị thương. Xem thiên thần này. À quên mất, thiên thần nó có cái skin kia, nó có thể hồi quân đầy luôn mà nhỉ. Mình phải lo hồi máu hộ. Đánh thiên thần đến mùa mít thì chết. Thiên thần nó tận 450 máu mà. Bọn này bắn một phát chết rồi. Thiên thần nó có cái skill hồi một phát là đầy quân luôn. Đây là pháp sư đã được nâng cấp, còn đây pháp sư này chưa được nâng cấp. Thôi phòng thủ cũng chả lỡ nó phơi chết. Thôi tiếp. Mày quá chưa chết hẳn. Đây mình sẽ phòng thủ thằng này để mình sẽ thể hiện cái skin cho các bạn xem nhá. Đây, cộng hết cho tất cả hồi phục cho đồng minh và với 500 hết hồi phục không hồi phục đối với các cái quái vật thuộc nhóm Under. Đây. Đấy, búp ánh sáng mọi người. Đó là sức mạnh của thiên thần. Hồi sinh đơn vị lính đã chết. Đây là nó mới chết có một thằng đấy. Nếu mà chết nhiều bao nhiêu thằng chẳng nữa nó cũng hồi được. Đó là cái tuyệt vời của thiên thần. Học phát nhỉ. Rồi. Đây chúng ta sẽ học, à chúng ta học được thêm một cái phép mới. Mana mình nhiều lắm. Lâu. Con gì đây? Con gì anh cũng không phải sợ mày nha. Bọn này nó rút quân về nước hết rồi. Ăn nó đi. Nó dám lẩn vẩn sang đất của mình. Ơ à, nó có mỗi 10 thằng tướng không, chết luôn. Về thành. Chà 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 chà. Thôi được, qua lửa phát xem tình hình tiếp theo. Thằng số 3, thằng số 4 ở dưới lại chui về thành ngủ. Cả nhà còn mấy thằng nữa cơ mà, còn mấy phe nữa mình đã gặp đâu. Chui về thành ngủ đây. Tướng này của mình cấp 24, mạnh vãi chưởng. 13.000 mỗi lượt. Nâng cấp em này lên à? Nó cần không nhỉ? Để dành tiền mua thiên thần nữa.
6.000 một em, 12.000 đủ mua mà. Được đấy, lần sau nữa mình mua bọn này, Justican Guardian người bảo vệ. Có thêm mấy đơn vị lính đấy là cục diện trận chiến nó sẽ thay đổi rất nhiều. Lại kéo quân xa à? Có khi mình phải nâng cấp cái thành ngoài này lên à? Không, mình cứ để chúng nó phơi ra thì vỡ mồm. Dăm ba cái thằng quân ghẻ. Làm anh pháp sư đấy nữa. Rồi, chuyển quân. Vào đây. Và nhẽ chỗ này phải chọn mua cái thằng tướng ma mới đẹp. Chơi tướng thiên thần thì nó có vẻ nó không hợp lắm dùng bọn này. Đây, đánh chỗ này chúng ta sẽ có mỏ vàng. 130 máu. Ồ, con này hổ báo lắm. Hổ mình cũng sẽ báo nó luôn. Trận này thì có lẽ mình sẽ cho người đá lên làm tường. Cho người đá lên làm tường, còn lại thiên thần sẽ búp. Thiên thần và hổ. Giết được ít thế. Người đá sẽ lên làm tường. Người đá và thiên thần sẽ lên làm tường. Nó di chuyển được khá, mình sẽ di chuyển đến đây thôi. Rồi, người đá và thiên thần sẽ lên làm tường. Ôi, bắn ít thế. Chà, con này mạnh phết đấy, đùa đâu. Ủa, bắn được có 4-5 thằng. Người hổ. Nó là người hổ. Đây là rồi. Người đá với thiên thần sẽ đứng cạnh nhau. Nó phải mất một lượt nữa thì nó mới tấn công được mình. Nó vẫn nó phơi chết thiên thần mình thôi này. Ây à, chết một thiên thần đấy. Được cái không sao, mình sẽ hồi phục được. Tướng mình sẽ bút máu mà. Thiên thần sẽ hồi sinh. Nó là chiến thuật đấy. Các bạn sẽ phải sử dụng làm sao cho nó hợp lý các đạo quân của mình. Cả giữa sức mạnh và phép thuật. Thiên thần nó mạnh về phục hồi. Chúng ta cứ từ từ. Đối với thiên thần thì thằng nào đánh lâu hơn thằng thì thắng. Thằng nào lầy hơn thằng thì thắng. Mình đi đánh nhau với thiên thần thì nghĩ thằng nào lầy hơn thằng thì thắng. Nó chết một lửa số quân rồi. Rồi chúng ta sẽ hồi máu phát đã. Thiên thần đầy máu. Sư lửa này ăn được. Mày 4 ô à. Đánh này chết được hai thằng. Nhưng lại không ngăn được nó tấn công bọn tầm xa của mình. Mình lấy khá ít thiên thần.
Mình cần thêm thiên thần. Không ngăn được nó tấn công làm sao. Như thế này thì mình sẽ ngăn được nó tấn công các cái đơn vị tầm xa của mình. Chiến tranh nó là như vậy, các bạn tính toán từng ly từng tí một để đạt được hiệu quả cao nhất ấy. Không đơn giản đâu. Không có sao không đánh choáng nó nhỉ? Ai là chết một thiên thần. Không dám đánh người đá. Có đánh chết được thiên thần của anh hay không mới là vấn đề. Sorry. Sức mạnh của sự phục hồi. Ây da, chém cũng đau ấy. Như vậy. Bắn phát nữa. Bắn đấy. Úi giời. Càng về sau quân nó càng mạnh, đánh càng khó. Được cái mỏ vàng thêm 1.000 một lượt cả một vấn đề, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi khá nhiều cục diện trận đấu. Có nhiều tiền hơn chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn. Bảy thằng xong rồi. Đây đập phát chết luôn này. Sủa đùa với người đá quá nhỉ. Ôi ôi, 33.000 kinh nghiệm trận đánh này có phải ít đâu. Đâu phải tự nhiên mà nó lên được nhiều kinh nghiệm thế. Được một skill nữa. Leadership. Morale. Gần mắt à? Gần mắt là các nhánh skill bây giờ. Chúng ta đã có mỏ vàng. Hay quá. Đường đi xuống địa ngục mình sẽ không mở vội. Bởi vì nếu mở mình sẽ phải có quân giữ cổng. Nếu không là... Đây. Vào thành. Mua thêm quân đi. Rồi. Đẹp trai. Nào, vào đây. À, rút à? Ừ. Ăn không được lại rút à? Tốt. À, lại sang à? Anh sẽ cố gắng cầm cự. À, dẫn hai thằng sang. Mày cứ để đấy, xem cái thằng mạnh cỡ nào, giết từ thằng một. Tha cho chúng mày, mẹ bướng à. Bây giờ mỗi lượt mình nhận được hơn 7.000 cơ mà. Nhiều tiền phết đấy. Sao? Tưởng thế nào? Nó sợ. Chỗ này, à qua tuần rồi mình lại có thể mua thêm bọn người đá nữa rồi. Nhưng mà từ từ đấy chứ nhỉ. Bây giờ sẽ cho mỗi một tướng thủ một thành. Còn lại tướng chính thì sẽ đi đánh nhau. Có lẽ phải như vậy thật. Mua em nào bây giờ? Talik. Fabu. Tướng này tướng của ánh sáng đây. Tướng này thì là tướng của lửa. Chơi tướng nào bây giờ nhỉ?
chúng ta có thêm một thứ nữa. Sao nó có quân á? Cứ ngủ trong thành đi nhá. À, thành ban đầu yếu thì cứ cho nó vác quân đi. Học skill đã, ăn mấy cái này. À, hổ tướng mà quan trọng có tiền hay không thôi. Qua lượt phát đã. Thôi xong. Ăn mình à? Vẫn ăn mình lần nữa, quyết tâm ăn mình lần nữa. Thằng này gớm nhỉ. Quyết tâm ăn mình lần nữa. Mình có cái trưởng gì mạnh mạnh lúc nãy nhỉ? Có 30 mana thôi, dùng ẩu là chết. Đây. Ăn nó trước đã. Đánh đọt này là một phát chết được kha khá quân. Mình toàn lính cận chiến à, phải tiến lên à. Căng nhỉ, nó có khoảng lượng này. Ma mình rồi, tiến lên. Đây là lữ hợp sĩ à? Tiến xuống đây. Hay à. Mất bóng đêm. Chết chín con ma của mình. Đàn to thế. Mày sao mất cái thành này. Why? Mày à? Ai ôi, nó có thằng kỵ sĩ đó. Chết luôn. Mày hả bưởi. Ngu học. Tiến thật nhanh để áp sát thằng pháp sư này của nó. Stone King này, người đá. Người đá. Chuột của bóng đêm đã được học. Ai già tấn công thằng lính xương mình. Ôi ô. Tao không sợ mày nữa đâu. Mày chết. Con lệ này nó học được phép thuật bóng đêm. Nó tăng đam khi tấn công. Chúng ta hết mana rồi đúng không? Giết bớt con này đi.
khóa tấn công tầm xa của nó lại. Mày chết. Nó đánh được nhưng mà nó bị khóa tấn công tầm xa. Khóa tấn công tầm xa rồi. Ái chà, ma của mình bắn cũng tởm hết. Giết được thằng nào giết được. Mày chết. Khóa bọn tầm xa của nó lại á. Mày chết. Ái chà, chết chưa Dark Venom. Ok, kìa, cận chiến này nha. Mày thích cận chiến à? Ôi, con này mạnh thế nhỉ? Lại vòng sau bóc lớp mình. Càng thế. Tướng mình tướng ma quỷ, tướng thiên thần nó không hồi cho ma quỷ. Con cái hiệp sĩ này nó máu trâu lắm ấy. Mày trừ đi là ship cho con. Giết bớt con này nữa. Xong, đi mất một con nhện. Mày áp sát nó. Trận chiến này càng ghê nhỉ. Phòng thủ đi. Cho thằng này bắn trưởng. Đúng rồi. Xem thằng nó lì hơn thằng nào. Tốn quân hết đấy nhỉ. Phớ nhau à? Chết rồi. Mình đang thua rồi. Ôi nó mạnh hơn mình rất nhiều. Chơi con nhện của mình rồi.
Xong mấy con ma mày rồi. Trời ơi. Chắc lại phải tái chiếm cái thành này. Tái chiếm cái thành này. Nó đánh được trận này xong nó cũng không mua được quân. Bởi vì thành này mình đã mua full quân rồi. Thua. Mình còn thằng pháp sư nữa. Trước khi chết mình cũng sẽ phải hóa nó tiêu diệt nặng nề quân nó. Nhưng mà chết với thằng tướng này thì hơi tiếc nhỉ. Mày bò đến đây. Cái nhỉ, nó có nhiều lượt đi thế. Hết mana. Nện đâu. Để các xe mày mạnh cỡ nào. Cố lên anh em ơi. Ôi sao mày không giết cái thằng pháp sư kia đi nhỉ. Chưa biết trận chiến này sẽ kết thúc thế nào đâu. Mình tưởng mình thua chắc rồi mà. Bây giờ chỉ là cơ hội. Nhưng mà tướng kia phải trận khẩn trương đi sang đây thôi. Thắng hay thua trận này thì cũng phải khẩn trương sang đây không chết dở. Mày à. Mày à. Mày à. Thực sự. Ô. Vãi. Vãi. Chuyện này thắng được á. Ngoài sức tưởng tượng của mình luôn á. 4.000 kinh nghiệm. Vãi thật, trận này đúng là mình cũng bó tay. Mình cũng thực sự bó tay với mình luôn á.
Đây có mấy con sói. Trời ơi. Thanh niên này rồi. Thôi từ từ rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác nữa của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Có lẽ mình sẽ phải xây thêm công trình này để tuyển thêm cái thằng ma cà rồng. Đây. Để phòng thủ đã, không thì chết giờ. Nó mà đánh vào thành là chết đấy. Rất may nó chỉ có mấy con sói thôi. Rồi. Một trận đánh có thể nói là hại của hại não. Đây.